Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio Holic sách nói. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Hắc Bang, Đạo tình của tác giả Trung Ngọc. Kênh chúng mình vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong các bạn hoan hỉ bỏ qua và chúng mình trân trọng cảm ơn nếu nhận được bình luận góp ý của các bạn để phát triển kênh. Không làm mất thời gian mọi người, hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé. chương 26 khung giường. Vừa bị ném lên giường, Ly Tâm cảm thấy đầu óc choáng váng. Cổ cô tuy mới chỉ bị siết chặt trong một vài giây nhưng đau tới tận xương tủy, hơi thở dường như bị chặn đứng. Khi cơ thể vừa chạm xuống giường, Ly Tâm liền há miệng hít thở không khí trong lành. Vẫn chưa kịp hít hơi thứ hai, một thân hình cao lớn đột một đè xuống người Ly Tâm, khiến cô cảm thấy lồng ngực bị đè mạnh đến nỗi ép hết khí ra ngoài. Ly Tâm cố định thần nhưng năm ngón tay cứng như sắt đã bóp chặt lấy cổ cô. Chân tay Ly Tâm ra sức dãy rùa theo phản xạ. Dưới thân hình như núi Thái Sơn đó, Ly Tâm vốn không thể nào chống cự. Trong cơn dãy rùa, hai tay Ly Tâm bị tề mặc nhét sau lưng cô. Hai chân cô bị một đùi của tề mặc đè chặt. Một tay tề mặc giữ chán Ly Tâm. Hắn nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt lạnh lùng, bàn tay còn lại xiết cổ Ly Tâm dần dần, dần tăng lực ly tâm đột nhiên cảm thấy không khí trong lồng ngực cô chỉ có ra không vào đối diện với đôi mắt lạnh lẽo dị thường ở phía trên ly tâm cắn chặt môi nhất quyết không cầu xin hắn ly tâm bình thường là người tự do tùy ý nhưng không phải thế nào cũng xong ý chí quật cường không chịu khuất phục từ cốt cách của cô bây giờ mới thật sự bộc lộ rõ ăn nói tử tế với cô thì còn có thể thương lượng giờ trò bạo lực có chết cô cũng không khuất phục tề mặc lạnh lùng nhìn gương mặt quật cường của ly tâm bị hắn bóp chết đến nơi cô vẫn không khóc lóc không hoảng loạn không sợ hãi chỉ có tia bất phục trong ánh mắt hắn hơi nhếch miệng bàn tay đang bóp cổ ly tâm càng siết mạnh hơn ly tâm đột nhiên cảm thấy cổ họng đau như dao cắt hơi thở tắc nghẽn gương mặt cô bỗng chốc đỏ bừng bừng cô há to miệng nhưng không thể kêu lên một tiếng không khí trong lồng ngực cô ngày càng cạn kiệt ý thức ngày càng mơ hồ tề mặc cúi nhìn gương mặt tím tái của người phụ nữ bên dưới trong lúc hạ thủ hắn đã có tính toán sẵn hắn biết rõ mình dùng bao nhiêu sức lực liệu có đẩy con người đến chỗ chết hay không hắn thấy ly tâm tuy mở to miệng nhưng vẫn không có ý cầu xin hắn dù bây giờ cô biết rõ bản thân không còn cách danh giới cái chết bao xa nhưng cô vẫn không chịu khuất phục rất nhiều thuộc hạ của hắn dù là đàn ông cũng không làm được điều này khóe miệng tề mặc để lộ nụ cười hiếm hoi. Hắn từ từ buông lỏng bàn tay trên cổ ly tâm. Cổ họng đã thông nhưng ly tâm không còn chút sức lực dưới thân tề mặc. Cô thở hồn hền một cách khó nhọc. Nhìn vẻ mặt vô cảm của tề mặc, trong lòng ly tâm biết rõ, cô vừa trở về từ quỷ môn quan. Vừa rồi, cô đã thực sự tới gần ranh giới sống chết. Tề mặc cất giọng đánh thép, cô không có tư cách ngã giá với tôi việc tôi bảo cô làm cô phải tuân thủ ly tâm vẫn còn thở hổn hển nhưng ánh mắt vô cùng kiên định cô định mở miệng đáp lời tề mặc mới phát hiện cổ họng cô khản đặc không thể phát ra tiếng nói vừa rồi tề mặc đúng là muốn lấy mạng cô nên không hề nương tay hành động của hắn khiến cổ họng cô bị tổn thương nặng nề tề mặc thấy ly tâm yếu ớt trong lòng hắn nhưng thần sắc rất cương quyết bộ dạng cô toát ra vẻ cương và nhu kết hợp, khiến người khác có cảm giác chói sáng. Từ đáy mắt tề mặc lóe lên một tia khác thường, hắn từ từ mở miệng, có cốt khí. Vừa nói, hắn vừa nằm nghiêng người xuống bên cạnh ly tâm, giơ cánh tay dài ôm ly tâm vào lòng. Ly tâm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đầu óc cô mơ mơ hồ hồ, nghe tề mặc nói chuyện nhưng cô chỉ thở hồn hền. Không trả lời hắn cũng không kháng cự hành động của hắn. Tề mặc ôm chặt ly tâm, xương cứng là rất tốt, nhưng nếu áp dụng với tôi thì cô đã tìm nhầm đối tượng. Một lúc sau, tề mặc cúi đầu nhìn ly tâm, tôi không chấp nhận sự cự tuyệt, cô đừng dở trò với tôi. Từ trước đến nay, tôi không có khái niệm đàn ông và đàn bà, chỉ có sự phân biệt địch ta. Nếu cô là người của tôi thì tốt nhất nên nhớ điều đó. Tôi chưa bao giờ nương tay với phụ nữ. Tôi cũng tuyệt đối không thương hại kẻ yếu muốn ở bên cạnh tôi thì thứ nhất phải có bản lĩnh, thứ hai phải biết nghe lời. Như vậy, cô mới có thể sống lâu hơn, nghe rõ chưa? Giọng nói lạnh lùng của tề mặc sen lẫn sự bá đạo không thể xem nhẹ. Ly tâm lúc này mới bắt đầu tỉnh lại. Nghe những lời nói ngông cuồng và ngạo mạn của tề mặc, cô bất giác cau mày, cất giọng thều thào. Tôi không có bản lĩnh cũng chẳng nghe lời. Chỉ ăn cắp một miếng ngọc bội của anh thôi mà nó đáng giá bao nhiêu tôi sẽ đền cho anh bất nhiều tại sao anh bắt tôi làm người hầu của anh tôi không tin là anh thiếu người nghe giọng nói khàn khàn của ly tâm lại nhìn thấy vết bầm tím trên cổ cô tề mặc liền đưa tay vuốt nhẹ trên vết thương cảm nhận được sự né tránh của ly tâm tề mặc hơi nhíu mày hắn giữ chặt gáy ly tâm không cho cô động đậy một bàn tay hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô thứ cô ăn cắp là thanh danh của tề gia thứ cô động vào là tiếng tâm của Tề Gia. Cô có đền nổi không? Ly Tâm á khẩu. Nếu sớm biết miếng ngọc đó là của Tề Gia thì dù có trả giá cao bao nhiêu, dù đại nhân đích danh chỉ tên cô, Ly Tâm cũng nhất quyết từ chối. Ai mà chẳng biết Tề Mặc sẽ không bao giờ tha cho kẻ dám động đến người và đồ vật của hắn, dù có phải tốn công tốn sức đuổi bắt kẻ đó đến tận chân trời góc bể ly tâm không có khả năng giấu thân nên đời nào dám ăn trộm đồ của hắn thấy ly tâm không thốt nên lời tề mặc tiếp tục vuốt ve vết thương trên cổ cô hắn cất giọng lạnh lùng nếu không phải tài nghệ lái xe của cô cũng tạm được có ích cho chuyến đi đến đông nam á của tôi lần này thì dù cô có muốn đứng sau lưng tôi muốn tôi tha mạng cô cũng không có tư cách ly tâm thấy trong câu nói của tề mặc có ý uy hiếp không không phải là sự uy hiếp mà là lẽ đương nhiên, cô liền cất giọng khản đặc, anh muốn nâng cao cơ hội sống sót của anh. Tề mặc liền bật cười ha hả, vỗ vỗ lên mặt ly tâm, tôi thích người thông minh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi tha cho cô. Ly tâm cắn môi thầm nghĩ, thế lực của tề gia bao trùm cả châu Âu, châu Mỹ. Ở những khu vực đó họ là bá chủ. Còn miếng thịt Đông Nam Á trước đây do các thế lực khác tranh đoạt. Mảnh đất này tuy màu mỡ nhưng đông kẻ nhòm ngó, muốn thống trị không phải là chuyện dễ dàng. Tề mặc vừa đoạt được miếng thịt béo bờ này. Tề ra dù thế lực lớn đến mấy, Đông Nam Á đối với họ cũng là vùng đất mới nên sẽ chịu thiệt không ít. Đây là lý do tề mặc phải đích thân đến Đông Nam Á, cũng có thể thấy tề mặc đã có nghiên cứu kỹ về khu vực hỗn loạn này. Hắn mới đặt chân đến đây đã bị tấn công hai lần, Đông Nam Á quả nhiên là khu vực tề gia không thể xem thường. Việc chọn người lái xe chuyên nghiệp hạng nhất như vua tốc độ trong thế giới ngầm làm tài xế của hắn sẽ nâng cao tỷ lệ thoát chết của tề mặc trong những cuộc đột kích bất ngờ. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Ly Tâm không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Thấy ánh mắt Ly Tâm lóe lên một tia châm biếm, tề mặc liền trà mạnh vết thương của Ly Tâm, cô đang miệt thị tôi. chương 27, đắp chăn bông. Ly Tâm khép hờ mi mắt, anh, tề mặc, chấm GIA chủ của tề gia vẫn cần chạy trốn. Nghe câu nói châm biếm của Ly Tâm, tề mặc liền kéo Ly Tâm lại gần, cánh mạnh vào vết thương trên cổ cô. Hắn cắn đau đến mức Ly Tâm hét lên, nhưng cô không thể chống cự nên đành để mặc hắn nếm ngấu. Một lúc sau, tề mặc mới bỏ ra. Nhìn cổ Ly Tâm dớm máu, hắn nói lạnh lùng, lơi là cảnh giác chính là bắt đầu của sự diệt vong. Đối với giới xã hội đen hở một chút là đòi lấy mạng, đừng có nói làm lão đại có thể sống lâu hơn người khác, nhiều lúc còn gặp nguy hiểm hơn. Người không sống trong giới hắc đạo như Ly Tâm không thể hình dung nổi. Ly Tâm thấy ánh mắt của Tề Mặc đầy vẻ sát khí, nhưng không phải nhằm vào cô. Vết thương đau đớn trên cổ nhắc nhở cô, người đàn ông trước mặt là dã thú. Đạo đức, lý lẽ, pháp luật không thể trói buộc hắn hắn có thể làm mọi việc hắn muốn nghĩ đến đây ly tâm cắn môi anh không sợ tôi bán đứng anh nghe ly tâm nói vậy tề mặc nhếch mép cười hắn đưa tay lau vết máu do chính hắn tạo ra trên cổ ly tâm cô có bản lĩnh đó thấy bộ dạng tự cao tự đại của tề mặc ly tâm từ từ nhắm mắt chọc tức dã thú là một hành động ngu xuẩn bây giờ cô phải chọn cách nín nhịn ly tâm vừa nhắm nghiền mắt Tề mặc liền gật đầu hài lòng. Hắn nhẹ nhàng kéo ly tâm vào lòng, nếu cô ngoan ngoãn, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện tha mạng tùy tâm. Ly tâm giật mình, định nhổm dậy nhưng bị tề mặc giữ chặt, cô chỉ có thể vùi đầu vào cổ hắn. Ly tâm trong lòng hoảng loạn, tay cô giữ chặt thắt lưng tề mặc. Đáng chết thật, sao cô không nghĩ đến chuyện cô bị bắt, người của tổ chức ăn trộm cũng sẽ gặp rắc rối tùy tâm lại là cộng sự của cô trong vụ ăn trộm miếng ngọc, nếu bị tề ra bắt được sẽ xảy ra chuyện lớn. Bản thân cô có thể giữ mạng sống là vì tề mặc cần dùng đến cô. Đổi lại là tùy tâm sẽ rất nguy hiểm. Ly tâm bất giác chửi thầm trong lòng. Anh tha cho chị ấy, tôi sẽ nghe theo lời anh. Ly tâm bị giữ chặt gáy không thể ngóc đầu dậy, đành phải gối lên cổ tề mặc. Trên đời này cô không có người thân tùy tâm là người duy nhất cô lo lắng và nhớ nhung sự tồn tại của tùy tâm còn hơn cả người thân đó là màu sắc duy nhất trong cuộc đời cô hồi lâu cũng không thấy tề mặc lên tiếng bàn tay hắn siết chặt eo ly tâm chặt đến mức khiến cô tức thở ly tâm lập tức hiểu ra đây là hành động tề mặc ngầm báo cho cô biết cô không có tư cách đặt điều kiện với hắn ly tâm nghiến răng nói khẽ tôi sẽ nghe theo lời anh xin anh đừng gây khó dễ cho chị ấy. Tay tề mặc mới từ từ thả lỏng eo ly tâm, cô do dự một lúc rồi đặt tay lên thắt lưng hắn. Nửa tiếng trôi qua, ly tâm thấy tề mặc không có bất cứ phản ứng gì, hắn vẫn ôm chặt cô. Thế là thế nào? Hắn đã ngầm chấp nhận lời cầu xin của cô. Ly tâm bất giác ngẩng đầu nhìn mặt tề mặc. Cô vừa hơi động đẩy, tề mặc liền cau mày dùng sức ôm chặt cô hơn, ngủ đi. Ly Tâm lại nằm im không dám động đậy. Một đêm mất ngủ, Ly Tâm mở chừng chừng mắt nằm trong lòng tề mặc đến lúc gần sáng. Cô phát hiện, trong khi ngủ tề mặc không buông vòng tay ôm cô. Có lúc hắn lăn đi lăn lại chẳng khác nào ôm một chiếc gối ngủ. Mặc dù không thể hiểu nổi hành động của tề mặc, nhưng đến lúc gà gáy, Ly Tâm bỏ lại tất cả sự nghi hoặc và lo lắng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, phòng ngủ chính vang lên một giọng nói lạnh lùng chứa đựng sự tức giận, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong ngôi biệt thự, dậy đi. Ly Tâm đang ngủ say xưa, không cần biết ai đó có hài lòng hay không. Cô vùi mặt vào trong gối ngủ tiếp. Cả đêm qua cô bị đôi cánh tay cứng như thép của tề mặc ôm chặt, không thể động đậy nổi, mãi đến gần sáng mới chợp mắt một tí. Bây giờ cô đang ngon giấc, ai dám đánh thức, cô sẽ giết hắn bỏ tay ra. Cánh tay đột nhiên đau nhức, Ly Tâm đành phải mở mắt một cách bất mãn. Cổ tay đau quá, như sắp gãy đến nơi, khiến cô tỉnh táo ngay lập tức. Ly Tâm nhướng mắt đối diện với đôi mắt vô cảm của Tề Mặc, cô bất giác chớp chớp mắt. Nhìn xuống cổ tay đau của mình, Ly Tâm mới phát hiện hóa ra nó đang bị Tề Mặc bóp chặt, thảo nào đau thế. Ly Tâm giật mình khi thấy một cánh tay cô đang ôm cổ Tề Mặc như thể tối qua cô ôm tề mặc đi ngủ. Ly tâm động đầy người. Chuyện xảy ra tối qua hiện rõ mồn một trong trí óc cô. Ly tâm liền thả tay xuống, mắt vẫn không rời khỏi tề mặc. Lão đại, chuyện ngày hôm qua đã điều tra rõ rồi. Lão đại lúc nào xem xét à? Hồng ưng từ ngoài cửa hỏi vọng vào. Hắn nghe thấy bên trong có tiếng nói mới dám mở miệng xin chỉ thị. Tề mặc nhíu mày, Chú toàn quyền xử lý. Vâng, thưa lão đại. Theo lịch trình đã định, hôm nay chúng ta sẽ đi Lý Trang. Lão đại lúc nào mới xuất phát à? Hồng Ưng hỏi một cách dứt khoát. Anh ta không hỏi liệu có phải vì chuyện xảy ra ngày hôm qua mà lịch trình hôm nay bị hủy bỏ hay không. Anh ta hỏi thẳng bao giờ xuất phát, chứng tỏ anh ta hiểu rõ tính của Tề Mặc và tin tưởng thực lực của Tề gia. Tề Mặc giơ tay nhìn đồng hồ, trả lời ngắn gọn: 20 phút sau. Tiếng bước chân của Hồng Ưng nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Nhân lúc đó, Ly Tâm đi vào nhà tắm. Nhìn gương mặt tiểu tụy và vết bầm tím trên cổ mình, Ly Tâm bất giác nhíu mày. Cô vỗ nước lạnh lên mặt rồi liếc nhìn bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo trên cây cối trong khu biệt thự cách đó không xa. Ly Tâm cuộn tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào mặt nước trong bồn sớm muộn gì cô cũng sẽ rời khỏi chỗ này, chắc chắn là vậy. Lại đây, Ly Tâm vừa từ phòng tắm ra ngoài, thấy Tề mặc ngồi trên giường, tóc hắn ướt sũng nước nhỏ từng giọt xuống. Hắn không mặc đồ, trên người chỉ cuộn một chiếc khăn tắm. Bên cạnh hắn đặt đống quần áo là lượt phẳng phiu. Ly Tâm liền bước đến cầm chiếc khăn mặt lau đầu cho Tề mặc. Cả đời này cô chẳng học thứ gì cho ra hồn, chỉ việc quan sát nét mặt là học rất nhanh. Ly Tâm vừa đặt tay lên đầu tề mặc, hắn theo phản xạ định tung nắm đấm về phía cô. Nhưng ngay sau đó, tề mặc liền thả lỏng bàn tay. Bao nhiêu năm được người khác hầu hạ, thậm chí mặc quần áo cho hắn, nhưng không người nào dám động đến phần đầu của hắn vì đây là nơi nhạy cảm nhất. Đầu là bộ phận yếu ớt nhất của tề mặc, không chịu nổi bất cứ sự tấn công nào. Lúc này, bàn tay ly tâm dịu dàng xoa nhẹ nhẹ trên đầu tề mặc. Hắn vốn có thể chất nhạy cảm trời sinh, nhưng sau khi ôm cô ngủ qua một đêm, hắn đã mất đi sự cảnh giác với cô. Tề Mặc không cảm thấy sự nguy hiểm từ Ly Tâm nên hắn mới mặc nhận hành động này của cô. Chương 28: Gối ôm. Ly Tâm không hề biết hành động rất bình thường của cô suýt nữa khiến cô gặp nguy hiểm. Sau khi lau khô tóc cho Tề Mặc, Ly Tâm cầm lấy bộ quần áo ở bên cạnh cô hơi nhíu mày gỡ chiếc khăn tắm duy nhất trên người hắn thân thể người đàn ông hiện ra khiến ly tâm đỏ bừng mặt trong giây lát từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy một người đàn ông không mặc quần áo tề mặc không hề có phản ứng hắn đứng dậy chờ ly tâm mặc đồ cho hắn ly tâm cố giữ bình tĩnh mặc theo thứ tự từ áo đến quần lên người tề mặc cô liếc nhìn thân hình rắn chắc và làn da màu mật ong của tề mặc người hắn xuất hiện rất nhiều vết sẹo có vết thương trắng trắng tròn tròn lại có vết sẹo là một đường dài trên ngực trên đùi hắn ly tâm bất giác cao mày cô tưởng tề mặc sinh ra đã ngồi lên vị trí lão đại xem ra vị trí cao nhất không dễ dàng như cô nghĩ những vết sẹo này nói cho cô biết hắn từng có một quá khứ như thế nào sau khi hoàn tất việc mặc đồ tề mặc không nói một câu cũng không tỏ bất cứ thái độ gì hắn lập tức rời khỏi phòng ly tâm chỉnh đốn lại quần áo của mình rồi theo hắn ra ngoài từ hôm nay trở đi nhiệm vụ quan trọng của cô không phải tìm cách bỏ trốn mà làm thế nào để tìm ra tung tích của tùy tâm hy vọng tề mặc thả người còn khó hơn mong trời mưa đỏ ấy chứ cô sao vậy hồng ưng đứng ở góc rẽ đột nhiên lên tiếng làm ly tâm giật bắn mình ly tâm ngẩng đầu nhìn hồng ưng cô sờ lên cổ cất giọng vô cảm, anh không biết nhìn. Hồng Ưng đã sớm phát hiện ra vết bầm tím và vết răng trên cổ Ly Tâm, anh ta ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt bình thản của Ly Tâm. Ánh mắt cô bình thản đến mức kỳ lạ, khiến người khác không thể đoán ra suy nghĩ chân thực của cô, đây là một điều đáng sợ. Một người luôn tỏa sáng như Ly Tâm đột nhiên hết phát sáng, nhất định không phải là chuyện tốt đẹp. Ly Tâm chỉ liếc qua Hồng Ưng mà không hề dừng bước trên đời này cô ghét nhất bị người khác uy hiếp và rắt mũi với tề mặc cô chẳng còn cách nào khác về phần hồng ưng cô chẳng cần phải lấy lòng anh ta tâm trạng của cô bây giờ khá tệ nên hồng ưng đừng mong cô nói chuyện tử tế với anh ta lão đại bị mất ngủ thường ngủ không ngon giấc nhưng khi ôm cô lão đại lại có thể nghỉ ngơi rất tốt hồng ưng cất giọng nói trầm thấp từ phía sau khiến ly tâm dừng bước quay đầu ngay lập tức hồng ưng chậm rãi mở miệng cô đừng phản kháng lão đại cũng đừng có ý định bỏ đi lão đại không bao giờ để người của anh ấy chịu thiệt nhưng nếu cô muốn trở thành kẻ thù đây không phải là lời uy hiếp mà tôi muốn nhắc nhở cô cái chết không phải là tận cùng chắc cô hiểu ý tôi rồi chứ ly tâm nhíu mày nói lạnh lùng anh định uy hiếp tôi hồng ưng lắc đầu cô nên biết đây không phải là lời uy hiếp. Lão đại rất nhạy cảm với hơi thở con người. Vậy mà hơi thở của cô có thể khiến lão đại cảm thấy an tâm. Cảnh tượng trên ô tô ngày hôm qua khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Bao nhiêu năm nay Hồng ưng chưa từng thấy tề mặc gần gũi ai. Đến mấy thuộc hạ thân tín nhất cũng không lại gần hắn trong phạm 6 một mét. Vậy mà ly tâm có thể ở trong lòng hắn yên lành, hai người lại ngủ chung suốt một đêm qua chuyện này bọn họ có thể xác định ly tâm đúng là có khả năng giúp tề mặc ổn định tinh thần nghe hồng ưng nói vậy ly tâm bất giác nhăn mặt thảo nào đêm qua tề mặc chỉ ôm cô ngủ mà không có bất cứ hành động nào khác hóa ra hắn thật sự coi cô là gối ôm của hắn nghĩ đến đây sự phẫn nộ của ly tâm đối với tề mặc giảm đi chút ít việc hắn xem cô như gối ôm và thuốc ngủ cũng chẳng phải là vấn đề nghiêm trọng gì cô hãy cứ ở lại đây đi chỉ cần cô còn ở bên cạnh lão đại một ngày lam bang và tổ chức ăn trộm chẳng thể làm gì cô hơn nữa dù cô có muốn hay không bây giờ cô đã dính đến tề ra rồi giới hắc đạo ở đông nam á đều biết lão đại gần đây xuất hiện một người đàn bà bên cạnh dù trước kia anh ấy nổi tiếng không bao giờ gần gũi nữ sắc nếu không có sự bao bọc của lão đại cô sẽ có kết cục như thế nào chắc cô cũng biết động đến người của lão đại sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt ở bên lão đại là nơi an toàn nhất của cô bây giờ chỉ cần cô không làm trái ý lão đại cô sẽ sống rất tốt hồng ưng chăm chú nhìn ly tâm những lời nói vừa rồi vượt qua phạm sáu chức trách của anh ta nếu không phải quá bất ngờ về chuyện ly tâm có thể giúp tề mặc ngủ ngon giấc anh ta cũng sẽ không nói những lời này với cô lời khuyên này là cực hạn những điều anh ta có thể nói ra ly tâm thấy hồng ưng khuyên nhủ xong lập tức quay người bỏ đi cô bất giác bĩu môi không ngờ hồng ưng lại nói với cô những lời này xem ra anh ta đã coi cô là người đàn bà của tề mặc ly tâm sờ vết răng cắn trên cổ mình rồi đi về phía nhà ăn họ muốn hiểu nhầm thế nào cũng được cô chỉ còn hai phút thôi đấy hoàng ưng bước ra từ phòng chính cau mày khi thấy Ly Tâm đi về phía nhà ăn. Ly Tâm sững lại, sao thế? Tôi vẫn còn chưa ăn sáng. Hoàng Ưng sờ khẩu súng loại hình mới nhất trên tay, dắt vào thắt lưng rồi đi ra ngoài, lời của lão đại là mệnh lệnh. Nếu cô không muốn nghe thì đơn giản thôi. Anh ta vừa nói vừa quay người, giờ ngón tay nhắm bắn về phía Ly Tâm. Sau đó, anh ta nở nụ cười ngạo màn rồi bước đi ly tâm chửi thầm trong lòng tên tề mặc này lắm quy tắc quy định thế không biết cô giơ tay nhìn đồng hồ vẫn còn một phút bốn mươi giây mắt ly tâm đảo quanh rồi cô chạy như bay về phía nhà bếp nghe tiếng bước chân chạy gấp gáp hoàng ưng liền quay đầu anh ta trợn mắt nhìn theo bóng ly tâm lẽ nào cô nàng dám chống lại mệnh lệnh của lão đại hai chiếc xe hammer và hai chiếc cadillac đỗ thành hàng ở cổng biệt thự mọi người đều có mặt đầy đủ tề mặc cũng đã ngồi yên vị trên xe chỉ còn thiếu đúng một người đó là siêu trộm ly tâm lái xe riêng kiêm đầy tớ kiêm gối ôm của tề mặc cô ta làm gì vậy không biết bao nhiêu người đợi một mình cô ta hồng ưng tỏ ra không hài lòng hoàng ưng liếc tề mặc qua gương chiếu hậu anh ta thấy hắn tựa vào ghế xe gương mặt vô cảm không một tia tức giận cũng không ôn hòa nhưng vẫn toát vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Hoàng Ưng trầm mặc một lúc, vẫn còn 10 giây. Hoàng Ưng vừa dứt lời, một cơn lốc thổi từ trong biệt thự ra ngoài, mang theo Ly Tâm. Ly Tâm chạy nhanh như tia chớp. Trong 3 giây cuối cùng, cô lên xe, ngồi vào vị trí, nổ máy rồi lên tiếng, "Chúng ta đi đâu?" Hoàng Ưng bất giác nhíu mày, cô nàng này căn thời gian chuẩn thật anh ta liền thò tay ra ngoài cửa vẫy chiếc xe dẫn đường đỗ phía trước. Chiếc xe từ từ lăn bánh, ly tâm liền bám theo. Cô vừa làm gì vậy? Tề mặc bây giờ mới mở miệng. Ly tâm vừa lái xe vừa dơ đồ ăn sáng lên vẫy vẫy. Tề mặc lập tức cau mày. Hoàng ưng ngồi bên cạnh ly tâm thấy tề mặc không nói gì. Anh ta không giấu nổi sự hiếu kỳ. Cô căn thời gian rất chuẩn xác. Ly Tâm vừa lái xe vừa mọng đồ ăn và cất giọng khàn khàn. Đừng quên tôi từng làm nghề gì. chương 29, Nghề Phát Tài Muốn trở thành kẻ trộm không khó, nhưng nếu muốn trở thành siêu trộm, yếu tố cần trang bị đầu tiên chính là khái niệm thời gian. Nếu anh không có năng lực phán đoán thời gian chuẩn xác, anh sẽ vĩnh viễn không đạt đến tiêu chuẩn siêu trộm. Một trong những nguyên nhân khiến Ly Tâm có thể trở thành siêu trộm xuất sắc là cô căn thời gian vô cùng chuẩn xác. Mà tiêu chí của sự chuẩn xác tính bằng giây chứ không phải bằng phút. Hoàng ưng nghe xong liền bóp bóp chán. Anh ta thật sự quên mất người đàn bà này là một trong những siêu trộm nổi tiếng thế giới, đồng thời là ám vân của giới đua xe chợ đen. Hai thân phận này gộp lại, danh tiếng của cô ở cả hắc bạch đạo có khi còn hơn anh ta ấy chứ. Nhân vật hàng top trong giới đạo trích, vua tốc độ của giới đua xe đó bây giờ bị giữ ở bên lão đại, khiến Hoàng ưng quên mất lai lịch hoành tráng của ly tâm. Anh ta đột nhiên thấy mình quá thất bại. Hoàng ưng bất giác liếc nhìn vết cắn và vết bầm tím trên cổ ly tâm, rồi đảo mắt xuống đôi chân chạy như bay của cô. Anh ta thầm nghĩ, ở bên cạnh lão đại, dù danh tiếng của cô có lên tận trời mây, cô cũng phải cúi đầu khuất phục. Hồng ưng cau mày khi thấy ly tâm vừa ăn vừa lái xe, bỏ xuống đi còn ra thể thống gì nữa ly tâm tất nhiên không thèm để ý đến lời nói của hồng ưng cô phản bác tôi không phải là người hầu của anh anh không có tư cách ra lệnh cho tôi vớ vẩn cô buộc phải nhẫn nhịn tề mặc do hắn nắm được nhược điểm của cô dựa vào gì cô cũng phải nghe theo hồng ưng lần này cùng tề mặc ra ngoài chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra tên lửa đạn đạo xe tăng ở đâu đó chờ hắn cũng không biết chừng ăn no chạy sẽ nhanh hơn, việc nhét đầy bụng tuyệt đối có tác dụng trong lúc bỏ trốn. Miệng nói thì nói vậy, nhưng Ly Tâm vẫn đưa mắt quan sát phản ứng của tề mặc qua gương chiếu hậu. Hồng ưng không thể lấy mạng cô, nhưng tề mặc hoàn toàn có thể. Tề mặc vốn trầm mặc ở hàng ghế sau. Thấy Ly Tâm liếc nhìn mình, hắn liền tung ánh mắt cảnh cáo hết sức lạnh lùng về phía cô. Ly Tâm thấy tề mặc không hài lòng với hành xáo của cô, nhưng hắn chỉ đưa mắt cảnh cáo, không động thủ cũng không lên tiếng cấm đoán. Cô liền cười hì hì, cầm một miếng bánh tam minh trị, bánh mì kẹp, đưa về phía sau cho tề mặc. Cô sẽ cố gắng hết sức làm một đầy tớ tốt. Một khi cô thành công trong việc lấy lòng tề mặc và được hắn tin tưởng, hắn sẽ lơi là cảnh giác với cô. Đến lúc đó, cô có thể bắt đầu lần mò tung tích của tùy tâm. Đây là chiêu ly tâm học được lúc còn ở tổ chức ăn trộm nếu không phải là người nghe lời nhất thì dù thành tích có tốt đến mấy có hợp ý các đại nhân đến mấy cô cũng không thể có cơ hội rời khỏi tổ chức hồng ưng cau mày khi thấy ly tâm giơ tay đưa đồ ăn sáng cho tề mặc hoàng ưng vừa kinh ngạc vừa buồn cười hắn liếc mắt qua gương chiếu hậu theo tề mặc bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến cảnh này hoàng ưng giả vờ nhìn ra ngoài cửa xe đuôi mắt vẫn cười cười trước hành động của Ly Tâm, Tề Mặc cất giọng lạnh lùng, "Chú ý lái xe." Thấy Tề Mặc không tỏ ra tức giận, Ly Tâm nhún vai. "Không ăn thì thôi, cô đã chia đồ ăn rồi đấy nhé, sau này đừng nói cô không làm tròn bổn phận của một người hầu." Ly Tâm rút tay lại, vừa lái xe vừa nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Đoàn xe đi từ khu ngoại ô này đến một khu ngoại ô khác, trên đường không gặp bất cứ sự cố nào ly tâm cảm thấy hơi kỳ lạ đồng thời cô cũng thở phào nhẹ nhõm chẳng có ai muốn ngày ngày sống trong cảnh bắt giết nhau đoàn xe tới một nơi có vẻ hoang vắng vượt qua trùng trùng chạm gác khi ly tâm dừng xe cô liền bị biển hoa trước mắt mê hoặc biển hoa mênh mông bát ngát như tới tận đường chân trời màu sắc rực rỡ những bông hoa đẹp một cách kỳ dị tê lão đại một đám đàn ông mặc complete chỉnh tề đứng thành hàng bên lề biển hoa cung kính cúi gặp người chào tề mặc đang từ trên xe bước xuống người đàn ông trung niên đứng đầu tiên lộ vẻ mặt không cam tâm tình nguyện nhưng không thể không cúi đầu bước lên dẫn đường cho tề mặc ly tâm cũng xuống xe cô ngửi mùi thơm của hoa do cơn gió thổi đến một mùi thơm ngọt ngào muốn say ly tâm đột nhiên cảm thấy tức ngực mùi hương hoa này hình như không bình thường đừng có người một giọng nói trầm trầm vọng đến từ phía sau ly tâm không quay đầu người đi sau cô là hoàng ưng lại đây tề mặc đi trước cũng không ngoảnh đầu chỉ cất giọng lạnh lùng ly tâm đầu óc bắt đầu quay cuồng đi nhanh hai bước đến bên tề mặc tề mặc giơ tay giữ chặt đầu ly tâm ép vào vai mình rồi đưa cô tiến về phía trước mắt và mũi ly tâm bị bịt chặt bởi đầu vai tề mặc cảm giác choáng váng từ từ biết mất. Ly Tâm vừa xài bước rộng theo tề mặc vừa định ngẩng đầu nhìn biển hoa. Tuy nhiên, tề mặc giữ chặt đầu cô, không cho cô cơ hội ngắm nhìn. Họ nhanh chóng đi qua biển hoa. Vào trong một tòa nhà toàn bằng kính, tề mặc mới thả cô ra. Tề lão đại, vụ làm ăn này có thể kiếm rất nhiều tiền, bỏ đi thì tiếc quá. Nếu tề lão đại không làm, hay là lão đại để chúng tôi làm? mỗi năm, chúng tôi sẽ nộp cho tề ra một khoản nhất định, như vậy có được không? Tề mặc vừa ngồi xuống, ly tâm còn chưa kịp bước ra đằng sau lưng hắn, người đàn ông trung niên đã vội vàng lên tiếng với vẻ gấp gáp. Ông muốn làm, tề mặc tựa vào ghế sofa nhìn người đàn ông trung niên trước mặt bằng ánh mắt lạnh lẽo. Người đàn ông trung niên gật đầu lia lịa về vấn đề tôi phải nộp bao nhiêu, chúng ta có thể thương lượng tề lão đại anh hãy ra giá đi tề mặc nhếch mép thương lượng ông nghĩ ông xứng đáng thương lượng với tôi ly tâm thấy người đàn ông trung niên tím tái mặt cô bất giác cau mày tên tề mặc này ngạo mạn quá chẳng nể mặt người khác chút nào tuy nhiên gia chủ của tề gia hoàn toàn có quyền hống hách ly tâm đột nhiên thấy thương hại người đàn ông đó ông ta bị uy hiếp bị coi thường giống như cô không dám không dám. Tôi đã dùng sai từ rồi à? Đây là một nghề làm ăn phát tài quan trọng ở Đông Nam Á, Tề lão đại không thể một câu hủy bỏ. Ở đây còn vô số người trông chờ vào nó, Tề lão đại. Ly Tâm nhìn người đàn ông trung niên đang phẫn nộ nhưng buộc phải quỳ gối trước mặt, rồi cô đưa mắt về chiếc ghế sofa nhỏ ở góc bên cạnh. Tối qua ngủ không ngon giấc, bây giờ cô rất buồn ngủ. Nhìn xuống thấy Tề Mặc đang ngồi quay lưng lại phía mình. Ly Tâm liền nhón nhân, lặng lẽ đi về phía chiếc ghế. Trước ánh mắt uy hiếp của Hồng ưng và Hoàng ưng, Ly Tâm chỉ cười cười. Cô hoàn toàn không thèm để ý đến hai người bọn họ. Ly Tâm cuộn người trên ghế sofa, tìm một tư thế thoải mái nhất chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Dù sao đối phương cũng chỉ để một người đàn ông ở bên trong. Tề mặc lại không nhìn thấy cô, hiếm có cơ hội nghỉ ngơi tốt như vậy. Chít, chít. Vừa nhắm mắt, chiếc hoa tai của ly tâm đột nhiên rung nhẹ. Ly tâm giật mình mở mắt, giơ tay phải sờ lên hoa tai. Đây là đồ công nghệ cao được ngụy trang thành chiếc hoa tai. Qua sự điều chỉnh của ly tâm, nó vừa có thể tiến hành liên lạc, đồng thời phát hiện tần suất ở cự ly gần. Ly tâm sờ chiếc hoa tai thử chỉnh tần số khác, chiếc hoa tai lại nằm im. chương 30, con cào cào trên đầu sợi dây ly tâm liền ngồi dậy nếu là tần suất bình thường cô không thể không thu được lẽ nào đây là sóng từ hoặc là một loại tần suất đặc biệt nếu là loại đó nó có khả năng gây nguy hiểm rất lớn ly tâm đứng dậy chiếc hoa tai của cô ngừng rung ly tâm ngồi xuống trên tai lại xuất hiện chấn rung ly tâm bất giác ngồi xổm trên nền nhà lần mò về nơi chiếc hoa tai càng rung mạnh bên góc tường có một chậu cây cảnh hoàn toàn không gây sự chú ý. Ly Tâm quan sát chậu cây cảnh kỹ lưỡng, phát hiện ở dưới gốc cây có một cái cúc rất nhỏ như con bọ, trên đó nối sợi dây mỏng như sợi tơ có màu giống hệt thân cây. Ly Tâm cảm thấy hoa tai càng rung mạnh, đây là sóng âm được điều khiển bởi máy sáu tính. Ngó nghiêng chiếc cúc một hồi, Ly Tâm sờ tay lên chán rồi đứng dậy. Cô ngoảnh đầu nhìn tề mặc đang ngồi im lặng quay lưng về phía cô, Người đàn ông này không biết có bao nhiêu kẻ thù mà đi đến đâu cũng xuất hiện mấy đồ nguy hiểm. Ly tâm đâm ra nghi ngờ, con người luôn rơi vào hoàn cảnh nguy khốn như tề mặc liệu có phải ông trùm hắc đạo lừng danh Âu Mỹ. Cứu hay không cứu hắn? Cứu thì cô không tình nguyện mấy. Không cứu, tùy tâm còn ở trong tay hắn. Ly tâm chừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô nghiến răng một hồi rồi từ từ đi về phía tề mặc. Có thể không cứu hắn sao? hồng ưng nói đúng bây giờ cô chỉ là con cào cào trên đầu sợi dây ở mảnh đất đông nam á này dù sao ở bên cạnh tề mặc cũng an toàn hơn khi cô chỉ có một thân một mình tề lão đại anh có thể để một con đường sống cho chúng tôi ly tâm chưa bước tới chỗ tề mặc cô đã nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ và tuyệt vọng của người đàn ông trung niên bàn tay ông ta dưới gầm bàn cuộn chặt thành nắm đấm tề mặc không lên tiếng nhưng từ người hắn tỏa ra sát khí đáng sợ đến mức ly tâm ở đằng sau cũng có cảm nhận rõ ràng ly tâm liếc thấy người đàn ông trung niên nghiến răng bàn tay dưới gầm bàn giả vờ vô tình chạm vào chiếc cúc trên cổ tay áo cô liền xông đến với vẻ mặt tươi cười mọi người có gì từ từ thương lượng con đường sống này cũng không phải không có lối thoát nói xong cô vòng qua ghế sofa ngồi lên đùi tề mặc Tề Mặc nhíu mày nhìn Ly Tâm ngồi trên đùi mình cười tít mắt. Người đàn ông trung niên sững người trong vài giây, ông ta ngập ngừng hỏi Ly Tâm, "Ý cô là gì?" Ly Tâm liếc qua người đàn ông rồi quay sang Tề Mặc. Cô giơ hai tay ôm cổ hắn cười nói, "Tiền thì chẳng có ai chê nhiều cả. Có cơ hội kiếm tiền sao anh còn bỏ đi? Anh không muốn làm thì để em là được rồi. Dù sao em cũng có hai phần vạn cổ phần đúng không nào?" em không sợ tiền nhiều đâu. Tề mặc lạnh lùng nhìn ly tâm đang đong đưa lơi lả. Hắn cảm thấy sau lưng có gì đó lạ thường, đáy mắt hắn lóe lên một tia cảnh giác. Tề mặc chậm rãi đưa tay ôm chặt eo ly tâm. Đôi mắt hắn nhìn chăm chú ly tâm, miệng hơi nhếch lên, em muốn tham gia vụ này cũng không phải không được. Ly tâm liền nở nụ cười rạng rỡ đã bàn xong rồi đấy nhé. Chuyện của em anh không được can thiệp đâu đấy. Em muốn tìm đối tác nào, đó là việc của em. Nghe Ly Tâm và Tề Mặc nói vậy, người đàn ông trung niên liền cười tươi với Ly Tâm, "Tề phu nhân, hay cô thử xem xét chúng tôi đi. Chúng tôi làm nghề này lâu rồi, lại có sẵn một đường dây riêng, nhất định sẽ một vốn bốn lời. Tề phu nhân, chúng tôi tuyệt đối không làm cô thất vọng." Ly Tâm bất giác trừng mắt nhìn Tề Mặc, "Tề phu nhân, ai là Tề phu nhân ở đây?" cô vẫn là gái chưa chồng tự nhiên trở thành phu nhân gì chứ tuy nhiên cô vẫn giữ nụ cười trên môi xem xét các ông không phải không được có điều ông vừa tỏ thái độ rất không tốt với mặc của tôi thái độ này ly tâm kéo dài giọng nói môi nở nụ cười tươi nhưng ánh mắt của cô lóe lên tia phẫn nộ trong lòng thấy buồn nôn mặc gì chứ ma thì đúng hơn từ mặc và từ ma quỷ đồng âm người đàn ông trung niên hốt hoảng đứng dậy cúi người cung kính tề lão đại tề phu nhân tôi người đàn ông chưa kịp dứt lời hồng ưng và hoàng ưng nãy giờ vẫn đứng sau lưng tề mặt đột ngột sông đến như tia chớp bọn họ giữ chặt hai tay người đàn ông bẻ quạt ra phía sau khiến ông ta cảm thấy xương khớp như bị gãy rời các người làm gì vậy a à, người đàn ông phẫn nộ kêu lên tay càng bị hồng ưng giữ chặt hơn lúc này ly tâm mới thở phào nhẹ nhõm cô đảo mắt qua hồng ưng và hoàng ưng không tồi hai anh chàng này đọc hiểu chữ cô viết trên lưng tề mặc quả nhiên là người được huấn luyện bài bản nếu bọn họ không hiểu ý không biết cô còn phải nói với tề mặc bao lời thân mật ngọt ngào nữa ly tâm đứng dậy quan sát kỹ lưỡng hàng cúc áo trên người đàn ông trung niên công tác khởi động quả nhiên nằm ở tay áo may mà cô phát hiện kịp thời nếu không hậu quả khó lường. Thứ gì vậy? Tề mặc lên tiếng khi nhìn thấy Ly Tâm lấy ra chiếc cúc từ tay áo người đàn ông trung niên. Ly Tâm chậm rãi mở miệng, lẽ nào tề ra các anh không có mấy thứ công nghệ cao này? Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao các anh có thể làm lớn đến như vậy. Danh tiếng của tề gia chỉ là hữu danh vô thực thôi sao? Các anh còn xưng bá ở châu Âu, châu Mỹ nữa cơ đấy. Xem ra, người trong giới ở bên đó chỉ là một thùng cứt. Tề mặc lập tức xa sầm nét mặt, mộc ly tâm. Nhìn gương mặt tối sầm của tề mặc, ly tâm chề môi, tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Tôi mới đi theo anh có mấy ngày, suýt mất mạng những ba lần. Anh thử nói xem, anh làm lão đại kiểu gì thế? Vừa nói, ly tâm vừa xài bước dài đi ra bên ngoài. Tề mặc vươn cánh tay dài giữ chặt tay ly tâm ly tâm giơ bầy tay còn lại nắm lấy cổ tay tề mặc đi thôi ở đây có thứ còn ghê gớm hơn cả bom anh muốn ở lại thì ở nhưng đừng có liên lụy tôi ly tâm nói xong liền đi ra ngoài kéo theo cả tề mặc tề mặc nhíu mày nhìn hồng ưng và hoàng ưng rồi bước theo ly tâm rốt cuộc ở trong đó có thứ gì người của chúng tôi đã kiểm tra từng ly từng tí không tìm thấy mấy thứ bom đạn thuốc nổ có thể khiến chúng ta bị thương hồng ưng lên tiếng hỏi ly tâm cả đám người nhanh chóng ra khỏi biển hoa cảm thấy mình đã ở nơi an toàn ly tâm liền đưa chiếc cúc cho tề mặc hãy bóp nát nó cô vừa nói vừa nấp sau lưng tề mặc phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn